Đồ Gỗ Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020. Trong cái clip ngắn này, Luân xin trân trọng giới thiệu hai bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Bộ này có rất nhiều cái đặc biệt, đó là mặt tràn. Bộ này là mặt tràn và một bộ là đã có khách hàng đăng ký của Thành Luân. Đó, một bộ gồm có một đoạn dài, một bàn và hai đôn thôi. Đó, một khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt của Đồ Gỗ Luân một bộ Minh Quốc đào chim mặt tràn dày 2,5 phân và cái mặt bàn là đục tích, là thuận buồm xuôi gió, rất là đẹp. Đục tích là thuận buồm xuôi gió, rất là đẳng cấp. Toàn bộ là mặt tràn, đây cái mặt này gọi mặt tràn. Và chúng tôi hiện đang là buổi trời mưa, nhân tiện Thành Luân phun nước và rửa sạch luôn để cho nó nổi vân gỗ cho đẹp. Và phía trong là cái ghế dài. Cái ghế dài này có kích thước là 1m97, rộng 60. Và toàn bộ đục tích là đào chim. Bộ sản phẩm này của khách hàng đó là một khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cái vách này vách đục, nó riêng khác so với cái bộ kia. Bộ kia là vách trơn để chọn vân. Bộ vách trơn này là bàn rộng hơn, 70 x 1m3, cũng đục tích là thuận buồm xuôi gió và ván là mặt tràn liền một miếng luôn. Từ bên này sang là một miếng gỗ liền, không có long khung, yếm cong rất là đẹp. Hai sản phẩm này Thành Luân, riêng bộ này thì chưa có khách hàng đăng ký. Nhân tiện chúng tôi làm để quay một cái video ngắn để giới thiệu với toàn thể các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu và muốn chơi bàn ghế Tết thì mua luôn bộ này, có thể về dùng trước Tết. Bộ này chúng tôi đã hoàn thiện xong phần mộc và đang trưng bày tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu luôn thì liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0972770888 và 0967110389 để chúng tôi sẽ gửi ảnh chi tiết hơn, gửi ảnh cho các bác chi tiết hơn cái bộ này. Đây là bộ Minh Quốc đào chim cột 12 gồm có 6 món mặt tràn, chọn vân rất là đẹp. Đây toàn bộ là vân loang gạch cua, vân loang giá báo rất đẹp. Và với giá thì rất là hợp lý, rất là phải chăng, ai cũng có thể mua được. Mặt tràn không có khuôn tranh, dày 2,5 phân, vân gỗ tuyệt đẹp. Từ trước đến giờ rất lâu rồi Thành Luân mới chọn được cái bộ mặt tràn vân đẹp như này. Đấy, đây là mới phun nước và để nổi vân nên chưa hoàn thiện. Khi hoàn thiện, PU bóng mờ sẽ màu nó trong hơn và sáng hơn và đẹp hơn như này. Và cần vách tựa lưng này cũng dày 3 phân, chọn vân rất là đẹp, vách lục bình chọn vân. Bộ Minh Quốc đào chim gỗ hương đá Nam Phi chọn vân rất là đẹp. Cái bộ vách trơn này là chưa có khách hàng đăng ký. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu bàn ghế về chơi Tết thì liên hệ với cả Thành Luân để được sở hữu cái bộ siêu đẳng cấp này. Mặt bàn là đục tích là thuận buồm xuôi gió, một cái tích là nó lên tất cả thuận buồm xuôi gió. Đây là mặt đôn, một đôn thấp và một đôn cao, tất cả là 6 món. Và bộ bên cạnh này là chỉ có một ghế dài và một bàn và hai đôn thôi, theo yêu cầu của khách hàng đặt, vì là nhà nhỏ không kê được ghế ngắn nên chỉ đặt một ghế dài và một bàn và hai đôn. Và với cái sản phẩm 6 món Minh Quốc đào chim này, Thành Luân bán với giá là 51 triệu, miễn phí vận chuyển 100 km, giá rất là hợp lý. 51 triệu cho một siêu phẩm bàn ghế trọn vân rất là đẹp, mặt tràn. Và với tất cả cái hàng của Đồ Gỗ Thành Luân là đều không có rác, cam kết là 100% là hàng trần xì, không có rác, bảo hành mãi mãi. Bộ này mặt tràn dày 2,5 phân, rất là đẹp, chọn vân vô cùng là đẳng cấp. Quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số điện thoại hoặc gửi tin nhắn vào Zalo cho Thành Luân để chúng tôi gửi ảnh được rõ nét và chi tiết hơn. Hai bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim, Minh Quốc đào chim bằng gỗ hương đá Nam Phi chọn vân vô cùng đẳng cấp, vô cùng là đỉnh cao. Video clip quý vị đã xem đang được Thành Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Tại cơ sở 1 hôm nay rất mưa từ sáng giờ. Rất là đẹp, khi phun nước vào nó nổi vân gỗ nên rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Với một siêu phẩm bàn ghế Minh Quốc đào chim đẹp đẳng cấp như này, giá bán có 51 triệu. Bao gồm đầy đủ full PU bóng mờ, cắt kính đầy đủ. Giao hàng miễn phí 100 km tại nhà, có 51 triệu một bộ 6 món. Rất là hợp lý. Bác nào muốn sở hữu thì liên hệ ngay với Thành Luân để sở hữu ngay cái bộ này. Về cái mặt bàn này rất là đẹp. Đục tích là thuận buồm xuôi gió. Đục tích thuận buồm xuôi gió. Gỗ hương đá Nam Phi mặt tràn dày 2,5 phân. Mặt tràn. Quý vị lưu hết sức lưu ý là mặt tràn và yếm cong. Bộ này là yếm cong. Đây, yếm cong rất là đẹp, nhất là cái vân này. Cái vân của cái mặt này rất là đẹp. Vân đều đẹp, hiếm có khó tìm. Bộ này đã có chưa có khách hàng đăng ký và bộ trong kia thì của khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh có đặt của Thành Luân rồi. Bộ kia là vách đục. Vách đục. Và bộ này là vách trơn.
để chọn vân, rất là đẹp. Một trong hai siêu phẩm bàn ghế Minh Quốc đào chim bằng gỗ hương đá Nam Phi, chọn vân mặt tràn rất là đẹp. Đây là cái cột đây, phần cột thì khi hoàn thiện lên thì tuyệt đỉnh luôn, không còn gì mà chê được. Riêng chọn thì luôn chọn hai bộ ghế này, nó vân nó tuyệt đỉnh, đẹp nhất từ trước giờ, chưa bao giờ chọn được cái bộ bàn ghế đẹp như thế này. Và bộ bàn ghế thì nó rất là đẹp và quay mãi cũng không thấy chán, nhưng mà thời gian có hạn, thầy luôn xin kết thúc video tại đây. Và các bác nào muốn biết chính xác về kích thước, thông số kỹ thuật hay là muốn đi xem hình ảnh rõ nét hơn, có thể vào Zalo theo hai số điện thoại của Thành Luân để Thành Luân sẽ gửi ảnh cũng như là báo giá chi tiết hơn. Bộ này là 51 triệu, báo giá công khai để cho toàn thể các bác ok là chốt luôn, không phải hỏi nhiều nữa vì cũng là gần Tết rồi. Thành Luân xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip sau. Các bác nào ở Hà Nội có thể đi xe buýt, có thể đi xe buýt số 6D giáp bát Tân Dân, giáp bát Tân Dân. Thành Luân xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip sau.